Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến. Căng rồi cô chú anh chị ơi, khoa căng luôn. Thì quý vị khán giả cũng biết rằng ngày sáng ngày hôm nay thì chị Ngọc, luật sư của Hồng Loan cũng chia sẻ là Hồng Loan với chị Ni là phải lên tòa. Này là tòa án cấp cao luôn nha cô chú anh chị, để giải quyết về cái vụ việc là đồng sở hữu của mẹ con cô Sáu nha cô chú anh chị ha. À, thì cái kết quả chưa biết như thế nào, nhưng mà em thấy được là chị Hồng Loan có đăng một số những cái tấm hình như thế này nè cô chú anh chị, rất là dễ thương luôn nè. Đó. Đây, thấy không? Đó, quá trời dễ thương luôn nè. Đó. Đang ngồi trong tòa luôn nè cô chú anh chị ha. Đó. À, vậy thấy không? Quá trời dễ thương luôn. Thì với dòng trạng thái như thế này, em dạy dạy á, rồi sao chị xa em được, chưa một lần để em một mình. Ni, chị luôn bên em mọi phút, mọi giây, chị luôn che chở cho em. À, thì đây là chắc là cái lời yêu thương mà của Hồng Loan dành cho chị Ni, cũng giống như là quý vị thấy không? Mỗi lần lên tòa thì chị Ni đều luôn có mặt, cũng giống như kề vai sát cánh để cùng với Hồng Loan để mà đấu lại với mẹ con của cô Sáu như cô chú anh chị ha. À, thì chứng tỏ rằng với cái tinh thần mà vui vẻ như vậy thì chắc ngày hôm nay là đạt được rất là nhiều những cái thắng lợi, cũng giống như là nhiều những cái tin mừng. Thì chúng ta phải chờ đợi phía bên Hồng Loan công bố như cô chú anh chị ha. Nhưng mà không biết sao mà mẹ con cô Sáu gung rồi cô chú anh chị. Sáng ngày hôm nay theo tiết lộ của một số những anh em ở dưới mộ, ở dưới cố nghĩa trang đó cô chú anh chị, thì nói rằng là sáng ngày hôm nay là 5 giờ sáng nha cô chú anh chị ha, thì người ta bắt gặp được là có cô Kim Hô đó. Cô Kim Hô đến đây để mà thắp hương cho chú, xuống mộ chú, thì không biết có làm gì không, tại vì người ta xuống thì cô này về rồi, thì có thể là cô này cô xuống sớm hơn nữa. Làm gì mà xuống đây sáng sớm vậy, hay là trong lòng bất an cô chú anh chị? Trong lòng bất an, ủa sao nói rằng là chú không còn ở đây nữa mà tại sao phải xuống đây? Xuống đây tính ém bùa gì mộ chú nữa hay không, hay là xuống đây để ăn năn hối lỗi, xuống đây để mà xin chú tha cho vì những việc mình làm, đúng không cô chú chị? Nếu mà không có tật giật mình, không có cái gì trong lòng á, thì tại sao phải xuống đây sớm như vậy, sợ người ta phát hiện ra, đúng không? Phải có cái tâm, phải nói chung là phải có cái gì trong lòng này kia, sợ sệt này kia thì mới xuống đây sớm đó, để mà xuống mộ chú, để mà chắc là làm gì đó, em nghĩ là xuống dưới để mà khóc lóc xin chú van nài chú tha cho cái tội lỗi mà mình đã làm đối với con gái của chú rồi. Em nói rồi, chú Vũ Linh rất là linh nha cô chú anh chị ha, đừng có giỡn, từng người sẽ bị vạch trần cái bộ mặt ra hết rồi ha. Còn cô chú gái thì bị biết sao không, sáng ngày hôm nay lại nhớ chú online nữa rồi cô chú anh chị. Em đã nói một cái câu rất là nhiều, tại sao mà đi đâu mình cũng phải nhớ ông cậu mình ta, ông đã mất rồi thì cậu cũng đâu có hơn ba mẹ được đâu, đúng không? Thì thôi gì mình đi mình nhớ ba nhớ mẹ mình á, thì nó còn có mang cái tiếng là hiếu thảo nữa, đúng không? Còn lần nãy vậy không, đi cũng nhớ cậu nữa, mà giờ ông cậu mình mất cả năm rồi mà nhớ ông cậu, mà từ bữa đi Paris tới giờ về á, thay vì nhớ ông cậu thì chạy xuống nghĩa trang để mà thắp hương cho ông cậu đi, đâu có đâu cô chú anh chị. Tại sao? Tại chạy xuống dưới mất thời gian, chạy xuống dưới mất công không dám đối diện với ông Năm nên đâu có dám cô chú anh chị. Bây giờ sáng ngày hôm nay lên tòa rồi, giờ sợ không biết làm sao, sợ mọi người không ủng hộ mình nữa nên phải khoe hình và giống như là khoe là mình nhớ cậu, nên có đăng lên một bài như thế này nè cô chú anh chị. Cô chú gái đăng như thế này nè: bé ve nhớ chỗ này ăn lần trước hồi nào không, con không nhớ, cười hi hi, lần quay hàng mặt tử xong về là mình ghé đây ăn nè, chỗ này cậu ăn mấy chục năm rồi đó, lúc mấy đứa con của chú này còn nhỏ xíu à, hôm nay con tiện đường đi ngang con hỏi bà cô bán, bà ơi bà có nhớ Vũ Linh ăn gì ở quán không, bà liền nói nhớ chứ, bún mì vàng xá xíu bà, dạ bà gói cho con một phần Vũ Linh đem về nha. Ông Vũ Linh ăn phải có giấm này nè con, con đến ngồi ngay chỗ mà cậu cháu mình ngồi hôm đó ba chấm, nhưng hôm nay vắng rồi. Để mặt buồn của chú anh chị là nhớ online không có chú gì, giả sử lâu lâu bớt tương tác bớt người ủng hộ là phải nhớ online cái đó. Nhưng mà em nghe nói là lại đây cô chú anh chị không có dám, giống như là lại đây chỉ dạng như là kêu đồ ăn thôi để đi chụp hình thôi, chứ làm gì dám hỏi. Em nói thật sự chứ cái câu chuyện này á, bây giờ nó bức xúc rất là nhiều người rồi, nhất là những cái người mà đã từng quen biết, đã từng biết cố nghệ sĩ, là người ta rất là bức xúc. Bởi vì đến đây mà giả sử như hỏi mà
nhớ chú Vũ Linh hay không mà người ta biết cái cô ve này nhiều khi người ta không bán luôn á. Chứ ngồi đây hỏi em nghĩ là đến đây là để chụp hình để mà giống như là để lại để sao? Để mà chia sẻ lên mạng để cho lấy ra cái lòng mà đồng cảm của một số những người khác. Mà quý vị thấy lạ không? Nhớ cậu mà không có xuống thắp nhang cho cậu, không mua gì xuống cúng cậu hết trơn mà tối ngày nhớ online là được không mà cô chú anh chị, khổ ghê đó cô chú anh chị, nhớ cậu mà không thờ cậu cô chú anh chị. Lâu lâu phải có dịp mới phải chạy qua nhà cái cô Kim Hô ha. Mà sao mà cậu ở bên nhà cô Kim Hô mà cô Kim Hô lại đi xuống mộ nữa ha ta? Ngộ ghê ta. Ha. Cô chú anh chị thấy lạ không? Toàn là nhớ online không cô chú anh chị. Nói chung mắc mạng là hết nhớ đó. À, nói chung là mắc mạng là mắc địa bàn là không còn nhớ nữa. Đó, cô chú anh chị, sao nhớ được? Tội ác gì, lời hứa và tội ác mà đang rất là buồn, rất là căm phẫn vì tại sao ngày xưa ổng hứa ông cho tôi cái này cho cái kia mà không lập vi bằng, ổng không để lại di chúc này kia để bây giờ không tôi kiện thua rồi lon bây giờ nó có hết trơn rồi đó. Nghệ sĩ lớn bây giờ là Tết rồi phải bán bún bò rồi đó. Mà bây giờ cái cô bé không phải là nghệ sĩ mà Tết này ôi xô quá trời luôn, người ta chạy không mệt luôn, còn nghệ sĩ lớn như mình thì Tết thì người thì bán khọt xèo, người thì bán bún bò đó. Mệt nghỉ luôn. Đưa cô chú anh chị đó, mấy bạn thấy một lần nữa lại đem hình ảnh cậu ra để mà câu kéo để mà yêu thương trong khi á ba mẹ mình không nhớ cô chú anh chị đó, quý vị thấy ghê chưa. Rồi sáng ngày hôm nay thì Tiến có chia sẻ cho cô chú anh chị một cái thông tin, đó là anh thái giám công công của cô chú anh chị có chia sẻ lên một bài của một người nào đó nói đó, nhưng mà em không nhắc, em không đưa cho cô chú anh chị nghe tại vì nghe công nó dơ lỗ tai của chú anh chị. Tại sao? Tại thật sự ra họ nói mà họ không có nhìn nhận lại kiến thức chút xíu. Nghĩ sao mà cái văn phòng công chứng người ta vậy mà nói rằng có người tiếp tay cho Hồng Loan để mà sang tên nhanh chóng như vậy. Trời ơi, tôi nói anh nghe nè, trước khi mình nói mình phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Tại sao em lại nói vậy? Trời ơi, văn phòng công chứng ngay chỗ thành phố như vậy á, một ngày không biết bao nhiêu người đến đây và người ta công chứng người ta phải dựa trên những cái giấy tờ. À, giả sử đầy đủ giấy tờ thì người ta mới công chứng, người ta mới làm nhanh gọn theo đúng quy định của pháp luật, còn không đúng, không đủ á thì nó phải kéo dài. Đúng không cô chú anh chị? Quý vị đi làm giấy tờ với vô văn phòng công chứng thì quý vị đầy đủ giấy tờ thủ tục thì hẹn bao nhiêu ngày thì có thôi, có chuyện đó là bình thường đó. Cái điều này chứng tỏ rằng Hồng Loan là đầy đủ giấy tờ, và để đầy đủ giấy tờ này thì phải cố nghệ sĩ phải làm để lại cho Hồng Loan thì Hồng Loan mới đầy đủ như vậy, vì sang tên mới nhanh được như vậy. Cái đó là cố nghệ sĩ đã chuẩn bị giấy tờ cho Hồng Loan để làm chứ ai đâu mà tiếp tay. Tôi nói anh nghe nè, tài sản hơn cả trăm tỷ lận anh ơi. Cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng không phải là một cái người mà không nổi tiếng, nên anh nói nghĩ sao ai mà dám tiếp tay để mà sang tên, không lẽ tiếp tay từ bên ủy ban nhân dân phường 1 xong rồi tiếp tay qua bên văn phòng công chứng hả? Chiếu mà được như vậy á thì làm gì mẹ con cô Sáu mà dám lên đứng lên đây mà tranh giành tài sản, làm gì mà mẹ con cô Sáu dám gửi 89 lá đơn, làm gì mà cái cô ô xin mà cô dám dọn đồ qua khỏi nhà. Nếu mà Hồng Loan được như vậy á, là con người mà có thế lực mà có người bảo vệ như vậy á, thì giờ cô Usin và cô Sáu chắc là ngồi trong khám rồi chứ không có ngồi ở ngoài nữa rồi. Bởi vì trước khi mình nói thì mình phải suy nghĩ lại. Còn cái chuyện chị em người ta, bạn bè của chị Ni người ta về nước để người ta ăn Tết, người ta xa quê ai mà không muốn Tết về, Tết là Tết đoàn viên mà chứ đâu phải là những cái người vô lương tâm như các anh các chị đâu. Mà bà đặt lên nói người ta về đây để mà lo, để mà qua Tết BC02 sẽ triệu tập Ni, không biết triệu tập ai, nhưng mà thấy có một con báo 20k giờ là bị ở đó cô chú anh chị ha, 95% rồi, bây giờ chỉ còn chờ kết luận điều tra liên có liên quan tới ai nữa không, có liên đới tới ai nữa không, rồi tâm có thể là mở rộng điều tra ra một số những người nữa, nào là người cung cấp thông tin nè, rồi là đưa thông tin nè, thì chắc chắn những người đó sẽ khó thoát rồi. Chờ đi qua Tết ai sẽ lên BC02 nha, đó, cứ ngồi nói đi. Rồi cái video sáng là thấy là có nhằm mục đích là vu khống cho cái người giống như là cái người mà làm trong văn phòng công chứng đó là làm giấy tờ giả cho Hồng Loan đó, thì nhớ chia sẻ cái video này lên đi ha. Rồi lúc đó đừng hối hận nha, lúc đó là tự xin đang ngủ tự nhiên cái có người gõ cửa xong rồi bị hốt đi, không biết tại lý do tại sao, tại vu khống cơ quan nhà nước mà đúng không, vu khống cán bộ mà, người ta thương ngược lại là hơi bị mệt nha, chứ ngồi đó mà người ta sợ, người ta lo sợ, trở thành người ta lo sợ biết mà biết ờ đúng rồi, lo sợ sợ mẹ con cô Sáu không dám thưa á, chứ thương cái là mệt nha. Nhưng mà có thưa bất chấp đi chăng nữa, em nói à, những cái chuyện mà liên quan tới Hồng Loan á, Hồng Loan không muốn mà làm triệt để, nhưng mà đừng có đụng với những người khác, đụng với người khác là người ta làm tới nơi tới chốn, là đâu đó ăn cả lũ nha. Đó, lúc đó là không phải đơn giản như cái việc mà chỉ là bồi thường danh dự đâu mà ủ tờ nữa nha. Đó. Thì quý vị biết á, cái tập 80 của cái cô mì xào của chú anh chị,
hết lên trách người ta là 40 tuổi tại sao còn nhớ ba, rồi trách tại sao lên mạng là phải xưng bằng con để lấy lòng thương này kia. À, bây giờ là lên tập 80 là trách gì cô chú gì không? Bây giờ là không trách Hồng Loan nữa mà giờ trách chị Ni. Trách Ni như thế này nè, nếu mà giàu có quá thì tại sao đi lấy chồng nước ngoài? Trời, em nghe cái như tiếng sét đánh ngang tai cô chú anh chị. Ủa, nghèo khó mới lấy chồng nước ngoài hả? Người ta giàu có người ta cũng lấy chồng nước ngoài vậy? Ủa mà người ta có nghèo, có khó hay có giàu đi chăng nữa có liên quan chị không? Ủa mà giờ người ta thích người nào người ta lấy, người ta có làm sai quy định pháp luật không? Vậy mà cái chuyện mà đi lấy chồng nước ngoài thôi mà cái cô mì xào này cũng lên nói trời, Ni nó giàu có, nó đại gia này kia tại sao nó lấy chồng nước ngoài? Trời, cái chuyện của người ta, người ta đâu có ăn bám, người ta đâu ăn bám chồng hay người ta đâu có làm cái gì phi pháp đâu, người ta sợ mà người ta không dám lấy chồng, người ta thích người nào người ta lấy người đó. Quý vị thấy không, tới bây giờ đem cái câu chuyện mà lấy chồng nước ngoài lên để mà bôi nhọ chị Ni nữa. Rồi nói như thế này nè cô chú anh chị, nói tại sao giàu có quá mà không chụp nhà, không khoe tài sản, không khoe chồng, không khoe con này kia. Tôi nói chị nghe nè, không phải ai cũng giống như chị đâu ha. Người ta câu chuyện người nào làm người đó chịu, và người ta không muốn ảnh hưởng tới gia đình người ta chứ người ta không khoe. Chị Ni có bao giờ chứ khoe vàng hay cầm một gỗ vàng giống chị đâu, người ta đâu khoe nhà khoe chồng đâu, khoe chồng được yêu thương đâu đó, đúng không? Nhưng mà cuộc sống người ta bình thường, nhưng mà người ta hạnh phúc. Còn chị khoe chị chất chị hạnh phúc nữa, chị khoe chồng chị thương chị nhiều quá có thiệt vậy không, và chị khoe chị giàu có thiệt vậy không? Mà chị suy nghĩ đây nè, nếu mà chị giàu có quá, chị tài sản nhiều quá thì tại sao mà Hồng Loan không chọn chị mà lại chọn chị Ni? Chứng tỏ rằng dù chị có giàu có, dù chị có nhiều tiền, chị có nhà lầu xe hơi, nhưng mà cái sự mà cái đạo đức gì không có nên người ta không có chọn chị đó, không có qua được cái đạo đức nên người ta không chọn chị. Chị thấy mắc nhục hơn nữa giờ đi lên nói đi, trời ơi, tại sao giàu có quá mà tại sao không khoe, không chụp hình khoe? Đâu phải ai cũng sống như chị đâu chị. Giết rồi, thật sự ra em không biết là giống như là vô cái tư tưởng trong cái đầu chị bây giờ á, giống như là bây giờ là chị tìm cách để chị nói xấu người khác, mà trong khi là những cái vấn đề đó nó thật sự ra chắc người bình thường người ta cũng hiểu được á. Quý vị thấy không, hôm nay hết lấy cái chuyện mà con nhớ ba, xong hết lấy cái chuyện mà là lên mạng xưng hô, giờ lại nói là lấy cái câu chuyện là Ni nếu mà giàu có quá thì tại sao lấy chồng nước ngoài, trời ơi, rồi tại sao không khoe chồng, không khoe con, không khoe tài sản. Trời ơi, em nói chị nghe nè, càng khoe đi rồi càng sẽ thấy hậu quả. Người ta không muốn đem chồng đem con người ta lên mạng xã hội chứ phải giống chị đâu, đúng không? Trời, tỏ rẻ em chồng mình yêu thương mình lắm, cố gắng khoe đi rồi mình lên mạng mình chửi, mình xúc phạm nhiều vô rồi để cho người ta đem chồng đem con ra để mà người ta chửi, người ta mạt sát lúc đó ha, lúc đó còn khoe nữa hay không, sống sao kỳ với trời. Em nói thiệt, nhưng nhiều khi em muốn nói về cái cô mì xào này, nhưng mà quý vị thấy không, bươi móc hết, bươi móc cái gia đình, nói chồng họ nói Phương Lê phải đánh đổi đó để mà có được ngày hôm nay, giống như là cô ta chui dưới gầm giường như cô chú anh chị, dưới gầm giường mới biết thôi. Mày không, đâu có ai người phụ nữ nào mà ác mồm ác miệng mà để lôi chuyện chồng con, lôi chuyện gia đình của người khác lên. Ủa bây giờ chị Ni có giàu hay không giàu đâu có liên quan gì Hồng Loan là thắng hay thua. Chị Ni có nghèo hay là chị Ni có khoe tài sản hay có khoe gì đi chăng nữa thì cũng đâu có liên quan tới cái việc mà tranh giành tài sản đâu. Tại sao mình không quấn vô cái vấn đề tranh giành tài sản, đúng không? Đó. Trời ơi, chị Ni nghĩ ra cái câu chuyện lên tò hỏi con gì, cái Hồng Loan tức quá đi về rồi khẳng định Hồng Loan là con không hợp pháp của Vũ Linh 95%, rồi đi cá cược nữa. Thôi em sợ mấy trò cá cược lắm rồi, em nói thiệt chứ cô chú chị. Mấy vị thấy từ đầu đến giờ chị Ni có lên khoe không? Không có khoe gì hết trơn á, mà qua cái miệng cái cô này giống như là khoe này kia, mà thật sự ra người ta không khoe mà mình tự nói mình thấy nhục. Ủa tại sao mình khoe mà người ta không chọn mình, đúng không? Mình khoe mà người ta không có cho mình đi theo để mà làm đại diện phát ngôn, mà bây giờ người ta tới đuổi, thấy không? Hết Hồng Loan đuổi đi, xong bây giờ tới bên cô Sáu cũng đuổi. Tại sao mình giàu có quá, mình nhiều tài sản quá, mình có chồng con yêu thương vậy mà mình không bằng người ta? Mình phải suy nghĩ, mình ngồi mình động não lên một chút xíu chứ, đúng không? Đó. Tại sao mà trước đây nhiều người hâm mộ ủng hộ mình mà bây giờ người ta quay lưng đi, mình phải ngồi mình suy nghĩ chiếu chứ, đúng không? Bởi vậy mà còn lấy tự hào nữa. À, bởi vì người ta nói con ếch là chết vì cái miệng, vậy không? Giống như quan bệnh bây giờ bị nhiễm, những cái gì mà xấu xa trong con người mình ngày xưa giống như là mình ẩn trong đó, bây giờ là qua đây giống như là bộc lộ hết trơn, tất cả quý vị thấy rõ ràng không? À, thứ nhất là ăn nói hai lời nè, thứ hai là quay xe nè,
rồi lại là tự tin tự mãn này, giống như là tự cho mình cái quyền là mình phán xét ai mình muốn, ai sống là người đó sống, ai mất, ai chết là người đó chết nè, rồi tự cho mình cái quyền là giống như là muốn hại ai hay là muốn tung tin nhắn hay là làm chứ. Thật sự ra những cái chiêu trò là những chiêu trò mà gọi là xấu xa bị ổi, mà thật sự đó là những cái mà xã hội ta đang ghét mà chị này cố gắng thể hiện. Nhưng mà thôi kệ đi, chị này cố gắng đi, tại vì em nói nghe qua Tết là chắc cũng tới chị rồi, nên chị cố gắng chị làm đi ha. Đó thì đó cũng là một số những cái thông tin mà Tiến muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị trong cái video ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Thì cuối video em cũng xin giới thiệu với cô chú anh chị, thì đây là bánh đậu phộng hình nón lá như vậy nha cô chú anh chị. Thì một bịch như vậy là 120.000, 120.000 một bịch như vậy thôi. Cô chú anh chị mua có thể để mà tặng người thân bạn bè hoặc là để ăn Tết cho cô chú anh chị ha. Thời gian bảo quản rất là lâu, mình để bên ngoài cũng được, ăn giòn, nó hơi ngọt và nó xốp, nó tạo cảm giác ra rất thơm mùi mè nữa cô chú anh chị ha. Cô chú gì là mua thì nhớ liên hệ số điện thoại là 0879262482 để được gặp Tiến nha cô chú anh chị ha. Thì một lần nữa cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Bye bye.